sơ cho anh Phương ạ. Ui, chị nhìn thấy không? Nó có đôi khuyên tai giống hệt chị luôn ý. Chắc là trùng hợp thôi em. Mà hôm nay chị nhận một bộ váy xinh ghê. Mới mua đúng không? Anh Phương đi công tác mua tặng chị đấy. Ủa, Vy? Sao lại có cái váy được như vậy? Hôm trước chị Ngân vừa mặc mà. Người yêu tao mua cho đấy. Đẹp không? Chồng này, anh có để ý cô nhân viên mới bộ phận anh không? Em cứ mặc cái đồ gì là cô ta lại mặc theo á. Anh không biết nữa. Chắc là tại vì vợ anh xinh quá cho nên là cô ta học theo thôi mà. Vy này, hình như bắt chước theo phong cách của chị là sở thích đặc biệt của em thì phải nhỉ? Chắc là do gu của chị với gu của em giống nhau quá thôi. Nhưng mà có những thứ ấy mà chỉ có một phiên bản duy nhất mà em lẫn chị đều muốn có được nó. Mà sẽ thuộc với ai? Tuổi trẻ đúng là có nhiều cái chưa biết. Nhưng mà quan trọng phải biết điều em ạ. Thôi, không như gì em đang nghĩ đâu. Chỉ là Vy nói là trên đất anh có dính bụi nên muốn thử giúp anh thôi. Có đúng vậy không cô Vy nhỉ? Dạ vâng ạ. Mà chị này, nếu như mà chị đã biết rồi ấy, thì em cũng nói luôn nhá. Như chị đã thấy ấy, em với anh Phương đang yêu nhau. Này, cô nói láo. Em đừng tin cô ta quyến rũ anh. Nói láo á? Anh muốn tôi là láo thế nào để cái thai trong bụng của tôi? Cô bị điên à? Không những gì cô đang nói đâu, em phải tin anh. Tin anh lén lút mèo mà gà đồng với cô ta à? Hay là tin anh lén lút đem tiền của công ty mua sắm tặng cô ta những thứ giống như mà anh mua cho tôi? Chị không thương em cũng được, nhưng mà chị hãy thương lấy con của anh Phương. Cô, loại đàn bà lăng loàn, làm sao mà không biết đây là con của tôi? Em đừng nghe cô ta nói, em phải tin anh. Tin anh đi mà, anh xin em đấy. Tôi tin anh. Đấy, mẹ cứ giục cái gì đấy? Con đang đi tìm người để đổ vỏ đấy. Mẹ đi yên tâm đi, con đang sắp câu được ông sếp này rồi. Có những thứ ấy, qua bàn tay chị thì nó là viên ngọc quý giá. Rời bàn tay chị ra thì nó cũng chỉ là viên đá vô dụng, không hơn không kém mà thôi. Còn đây là đơn ly hôn, tôi đã ký sẵn rồi. Và đồng thời thì tôi cũng đã lén lắp camera ở căn phòng này để ghi lại toàn bộ bằng chứng ngoại tình của anh. Chúng ta sẽ ra tòa và anh không nhận được bất kỳ tài sản nào cả. Vy à, từ giờ không phải bắt chước chị nữa nhé. Chị tặng luôn cho em đấy. Cứ từ từ mà dừng. Chị dâu tương lai à? Chị thông minh lắm. Nhưng mà cũng có ngày chị nằm trong tay của tôi thôi. Alo, anh Phương tổng giám đốc à? Anh đến đi, hàng của anh đang đợi đấy. Chị Ngân, chị có biết đây là tổng giám đốc Phương, đối tác lớn công ty không? Em xin lỗi ạ, em vội quá nên hơi sơ ý ạ. Không sao đâu. Dạ vâng, vậy em xin phép em đi làm việc ạ. Ngon nhỉ, thế mà bây giờ mình mới biết. Anh Phương, anh thích chị ấy à? Cũng thích, có người yêu chưa? Chị ấy là chị dâu tương lai của em đấy. Chị dâu tương lai á? Ngon như thế mà lại có người yêu rồi à? Nhưng mà nếu anh thích thì em có thể giúp anh tận nguyện. Chỉ cần anh ký hợp đồng này cho em. Cô bán cả chị dâu tương lai để đổi lấy một hợp đồng thôi sao? Đối với em ý, thì công việc và tiền quan trọng hơn là những mối quan hệ phù phiếm. Em hẹn chị tới đây chị cũng hơi bất ngờ đấy. Em biết là giữa chị em mình có nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm. Nhưng mà dù sao thì chị cũng sắp trở thành chị dâu của em rồi. Nên em nghĩ là chị em mình nên mở lòng ra, hòa thuận với nhau hơn. Em nghĩ vậy thì chị rất là vui. Sau này chúng ta sẽ là chị dâu em chồng tốt nhá. Dạ vâng ạ, vậy thì tốt quá. À, hôm nay em biết chị thích nước ta, em đã làm chị một cốc này. Chị uống đi. Chị cảm ơn. Em còn có quà cho chị nữa đấy, đợi em một chút nhá. Tổng giám đốc Phương, mọi chuyện anh muốn tôi đã làm xong rồi. Như đã hứa thì hợp đồng... Tổng giám đốc Phương, anh Phương! Anh... sao anh lại... Mày dám làm thế với chị dâu mày à?
chị lừa tôi. Sao cốc nước cam này lại có màu gì trắng phía dưới nhỉ? Sao tự nhiên lại đối tốt với mình? Cô ta rốt cuộc định bày trò gì nữa đây? Em nên nhớ, chơi với lửa thì bị bỏng, chơi với dao thì đứt tay đấy. Chồng, thế này là như nào? Em đừng có hiểu nhầm, vừa rồi anh thấy Tâm bị ngã cầu thang, sao bị chấn mất cả chân ấy, không đi lại được. Thế là anh giúp Tâm lên nhà. Đúng rồi đấy chị Ngân ạ. Tại chồng em đi công tác xa nên em không gọi được ai. May quá, đúng lúc anh Phương đi qua. Chứ nếu không thì em cũng không biết phải làm thế nào cả. Vậy sao? Thôi, em cảm ơn anh nhé. Em đi về nhà trước đây ạ. Vậy em đi cẩn thận nhé. Đấy em thấy không? Chẳng nhẽ nhìn phụ nữ bị như vậy anh lại không giúp. Anh thì lúc nào chả thế. Đây ra xem anh. Tâm à, có chuyện gì thế em? Anh ơi, em đang tắm dở mà tự dưng lại bị mất nước. Anh có thể sang giúp em được không? Thật sự là ngại anh chị lắm. Nhưng mà em là con gái nên em đâu có biết gì về điện nước đâu. Mà chồng em lại còn chưa về nữa. Em cứ về trước đi, rồi anh sang kiểm tra cho nhá. Dạ. Em ở nhà đợi anh nhá. Anh sang giúp Tâm mấy việc. Anh không thấy rõ ẩn ý của cô ta sao mà còn sang? Ơ kìa, người ta một thân một mình, khó khăn mới nhờ tới mình. Mà em cũng bớt suy diễn rồi quan trọng hóa vấn đề đi. Cô ấy cũng chỉ coi anh như là hàng xóm thôi, có cái gì đâu mà. Đúng là đàn bà. Anh. Vâng, 20 phút nữa em ra đến sân bay nhá. Anh Phương ơi, anh Phương. Chắc là anh ấy đang ở trong phòng ngủ rồi. Anh Phương, em Tâm đây ạ. Em biết là chị Ngân đi công tác xa, không có ở nhà, nên em sang để nói với anh một chuyện. Thật ra em cô đơn lắm, sống với chồng mà không có tình cảm. Mà từ khi hai anh chị chuyển về đây ở, em đã thích anh ngay từ cái lần đầu tiên gặp rồi. Chồng, sao anh ở đây? Lại đây. Đấy anh thấy chưa? Còn nói em là đàn bà nhỏ mọn nữa không? Rồi anh biết rồi. Em lợi hại. Vợ, anh về rồi đây. Sao tự dưng hôm nay chồng em lại tình cảm thế này? Anh làm gì có lỗi với em đúng không? Vợ chỉ được cái nghĩ xấu chồng là giỏi thôi. Chồng có quà cho vợ này. Đây, vợ xem có thích không? Bình thường đi công tác có bao giờ anh mua quà cho em đâu. Hay là... hay là cái gì? Anh có gì giấu giếm em đúng không? Em đùa tí thôi. Ngày mai, vợ làm đồ ăn cho anh mang đi làm được không? Đi công tác anh ăn nhiều đồ ăn ở ngoài quá giờ phát ngán rồi, mà vợ anh nấu ăn là số 1 luôn. Ăn gà tần rồi lại đến cháo cá chép, sao khẩu vị chồng mình đợt này lạ thế nhỉ? Có hàng ship đến, nhà có ai ra nhận hàng nhá. Sao lại là viên sắt với cả canxi được nhỉ? Nhắn tin sạch bong một cách kỳ lạ, không để lại một dấu vết nào. À, anh Nam ạ. Chồng em đi tắm rồi ạ, lát nữa em bảo anh ấy gọi lại cho anh nhé. Không sao, anh gọi chỉ muốn chúc mừng hai vợ chồng thôi mà. Chúc mừng gì cơ ạ? Chúc mừng hai vợ chồng đã có em bé nhé. Nói
nhờ anh đặt thuốc bổ cho bà bầu nên anh mới biết. Cá tần, viên sắt, ráo cá chép à? Lại còn đi công tác nữa chứ. Đồ ăn của vợ anh nấu ngon lắm, chắc là chị không biết đâu đúng không? Đương nhiên, anh xóa sạch tin nhắn của anh với em rồi. Yên tâm đi nhá. Em cảm ơn nhá. Anh Phương, sao anh lại làm như thế với em? Em đã yêu thương và tin tưởng. Tâm, sao lại thế này? Là sao? Em có bầu với hắn ta rồi anh ạ. Nhưng mà hắn ta lại chọn cách dùng bỏ hai mẹ con em để sang Mỹ định cư với một nữ đại gia bằng tuổi mẹ hắn. Em thật sự không muốn bỏ đứa con này đâu. Anh ơi, trong cả dòng họ của mình, anh là người em tin tưởng nhất. Anh giúp em trong thời gian đầu này với. Anh không được nói cho ai biết nhé. Mẹ em mà biết, mẹ em sẽ bắt em bỏ đứa con này mất. Thôi được rồi, anh sẽ giúp em. Dám giấu cả em à? Anh có biết chăm sóc bà bầu đâu chứ. Chị đừng trách anh Phương mà, tất cả là tại em. Thôi, hai mẹ con cô về nhà chị ở đi. Chứ một mình bầu bí thui thủi thế này làm sao được. Về chị chăm sóc cho cả cô và cháu luôn. Vợ anh là đúng đấy, anh cũng đỡ phải làm shipper ship đồ ăn cho cô nữa. Vâng ạ.